Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi rằng nhà ảo thuật có khả năng học pháp môn giải thoát không, thành tựu trí nhất thiết trí chăng? Nhà ảo thuật có khả năng học pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, thành tựu trí nhất thiết trí chăng? Thì với câu hỏi như vậy, con nên trả lời như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi rằng nhà ảo thuật có khả năng học năm loại mắt thành tựu trí nhất thiết trí chăng? Nhà ảo thuật có khả năng học sáu phép thần thông thành tựu trí nhất thiết trí chăng? Thì với câu hỏi như vậy, con nên trả lời như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi rằng nhà ảo thuật có khả năng học mười lực của Phật thành tựu trí nhất thiết trí chăng? Nhà ảo thuật có khả năng học bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thành tựu trí nhất thiết trí chăng? Thì với câu hỏi như vậy, con nên trả lời như thế nào? Phật bảo, thiện hiện, ta hỏi lại ngươi, tùy theo ý ngươi mà trả lời. Thiện hiện, theo ý ông thì sao? Sắc cùng với huyễn có khác chăng? Thọ tưởng hành thức cùng với huyễn có khác chăng? Thiện hiện đáp, Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì sắc chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác sắc. Sắc tức là huyễn, huyễn tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy. Thiện hiện, theo ý ông thì sao? Nhãn xứ cùng với huyễn có khác chăng? Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cùng với huyễn có khác chăng? Thiện hiện đáp, Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì nhãn xứ chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác nhãn xứ. Nhãn xứ tức là huyễn, huyễn tức là nhãn xứ. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng lại như vậy. Thiện hiện, theo ý ông thì sao? Sắc xứ cùng với huyễn có khác chăng? Thanh hương vị xúc pháp xứ cùng với huyễn có khác chăng? Thiện hiện đáp, Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì sắc xứ chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác sắc xứ. Sắc xứ tức là huyễn, huyễn tức là sắc xứ. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng lại như vậy. Thiện hiện, theo ý ông thì sao? Nhãn giới cùng với huyễn có khác chăng? Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cùng với huyễn có khác chăng? Thiện hiện đáp, Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì nhãn giới chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác nhãn giới tức là huyễn, huyễn tức là nhãn giới, sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng lại như vậy. Thiện hiện, theo ý ông thì sao? Nhĩ giới cùng với huyễn có khác chăng? Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cùng với huyễn có khác chăng? Thiện hiện đáp, Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì nhĩ giới chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác nhĩ giới tức là huyễn, huyễn tức là nhĩ giới, thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng lại như vậy. Thiện hiện, theo ý ông thì sao? Tĩ giới cùng với huyễn có khác chăng? Hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra cùng với huyễn có khác chăng? Thiện hiện đáp, Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì tĩ giới chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác tĩ giới. Tĩ giới tức là huyễn, huyễn tức là tĩ giới. Hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra cũng lại như vậy. Thiện hiện, theo ý ông thì sao? Thiệt giới cùng với huyễn có khác chăng? Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cùng với huyễn có khác chăng? Thiện hiện đáp, Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì thiệt giới chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác thiệt giới tức là huyễn, huyễn tức là thiệt giới, vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng lại như vậy. Thiện hiện, theo ý ông thì sao? Thân giới cùng với huyễn có khác chăng? Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cùng với huyễn có khác chăng? Thiện hiện đáp, Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì thân giới chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác thân giới. Thân giới tức là huyễn, huyễn tức là thân giới. Xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng lại như vậy. Thiện hiện, theo ý ông thì sao? Ý giới cùng với huyễn có khác chăng? Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cùng với huyễn có chăng? Thiện hiện đáp, Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì ý giới chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác ý giới. Ý giới tức là huyễn, huyễn tức là ý giới. Pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng lại như vậy. Thiện hiện, theo ý ông thì sao? Địa giới cùng với huyễn có khác chăng? Thủy hỏa phong không thức giới cùng với huyễn có khác chăng? Thiện hiện đáp,
Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì địa giới chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác địa giới. Địa giới tức là huyễn, huyễn tức là địa giới. Thủy hỏa phong không thức giới cũng lại như vậy. Thiện hiện, theo ý ông thì sao? Thánh đế khổ cùng với huyễn có khác chăng? Thánh đế tập diệt đạo cùng với huyễn có khác chăng? Thiện hiện đáp, Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì thánh đế khổ chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác thánh đế khổ. Thánh đế khổ tức là huyễn, huyễn tức là thánh đế khổ. Thánh đế tập diệt đạo cũng lại như vậy. Thiện hiện, theo ý ông thì sao? Vô minh cùng với huyễn có khác chăng? Hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, ưu não cùng với huyễn có khác chăng? Thiện hiện đáp, Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì vô minh chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác vô minh. Vô minh tức là huyễn, huyễn tức là vô minh. Hành cho đến lão tử, sầu, than khổ, ưu não cũng lại như vậy. Thiện hiện, theo ý ông thì sao? Bốn tịnh lự cùng với huyễn có khác chăng? Bốn vô lượng, bốn định vô sắc cùng với huyễn có khác chăng? Thiện hiện đáp, Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì bốn tịnh lự chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác bốn tịnh lự. Bốn tịnh lự tức là huyễn, huyễn tức là bốn tịnh lự. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng lại như vậy. Thiện hiện, theo ý ông thì sao? Bốn niệm trụ cùng với huyễn có khác chăng? Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cùng với huyễn có khác chăng? Thiện hiện đáp, Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì bốn niệm trụ chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác bốn niệm trụ. Bốn niệm trụ tức là huyễn, huyễn tức là bốn niệm trụ. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng lại như vậy. Thiện hiện, theo ý ông thì sao? Pháp môn giải thoát không cùng với huyễn có khác chăng? Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cùng với huyễn có khác chăng? Thiện hiện đáp, Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác pháp môn giải thoát không. Pháp môn giải thoát không tức là huyễn, huyễn tức là pháp môn giải thoát không. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng lại như vậy. Thiện hiện, theo ý ông thì sao? Bố thí ba la mật đa cùng với huyễn có khác chăng? Tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa cùng với huyễn có khác chăng? Thiện hiện đáp, Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì bố thí ba la mật đa chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác bố thí ba la mật đa. Bố thí ba la mật đa tức là huyễn, huyễn tức là bố thí ba la mật đa. Tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa cũng lại như vậy. Thiện hiện, theo ý ông thì sao? Năm loại mắt cùng với huyễn có khác chăng? Sáu phép thần thông cùng với huyễn có khác chăng? Thiện hiện đáp, Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì năm loại mắt chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác năm loại mắt. Năm loại mắt tức là huyễn, huyễn tức là năm loại mắt. Sáu phép thần thông cũng lại như vậy. Thiện hiện, theo ý ông thì sao? Mười lực của Phật cùng với huyễn có khác chăng? Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cùng với huyễn có khác chăng? Thiện hiện đáp, Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì mười lực của Phật chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác mười lực của Phật. Mười lực của Phật tức là huyễn, huyễn tức là mười lực của Phật. Bốn điều không sợ cho đến trí nhất thiết tướng cũng lại như vậy. Thiện hiện, theo ý ông thì sao? Quả vị giác ngộ cao tột cùng với huyễn có khác chăng? Thiện hiện đáp, Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột chẳng khác huyễn, huyễn chẳng khác quả vị giác ngộ cao tột. Quả vị giác ngộ cao tột tức là huyễn, huyễn tức là quả vị giác ngộ cao tột. Phật bảo, thiện hiện, theo ý ông thì sao? Huyễn có tạp nhiễm, có thanh tịnh chăng? Thiện hiện đáp, Bạch Thế Tôn, không. Thiện hiện, theo ý ông thì sao? Huyễn có sanh, có diệt chăng? Thiện hiện đáp, Bạch Thế Tôn, không. Thiện hiện, theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm, không thanh tịnh, không sanh, không diệt, thì là pháp có thể học bát nhã, ba la mật đa, thành tựu trí nhất thiết trí chăng? Thiện hiện đáp, Bạch Thế Tôn, không.
Thiện hiện theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm, không thanh tịnh, không sanh, không diệt, thì là pháp có thể học tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa, thành tựu trí nhất thiết trí chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Thiện hiện theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm, không thanh tịnh, không sanh, không diệt, thì là pháp có thể học bốn tịnh lự, thành tựu trí nhất thiết trí chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Thiện hiện theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm, không thanh tịnh, không sanh, không diệt, thì là pháp có thể học bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thành tựu trí nhất thiết trí chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Thiện hiện theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm, không thanh tịnh, không sanh, không diệt, thì là pháp có thể học bốn niệm trụ, thành tựu trí nhất thiết trí chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Thiện hiện theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm, không thanh tịnh, không sanh, không diệt, thì là pháp có thể học bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, thành tựu trí nhất thiết trí chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Thiện hiện theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm, không thanh tịnh, không sanh, không diệt, thì là pháp có thể học pháp môn giải thoát không, thành tựu trí nhất thiết trí chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Thiện hiện theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm, không thanh tịnh, không sanh, không diệt, thì là pháp có thể học pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, thành tựu trí nhất thiết trí chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Thiện hiện theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm, không thanh tịnh, không sanh, không diệt, thì là pháp có thể học năm loại mắt, thành tựu trí nhất thiết trí chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Thiện hiện theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm, không thanh tịnh, không sanh, không diệt, thì là pháp có thể học sáu phép thần thông, thành tựu trí nhất thiết trí chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Thiện hiện theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm, không thanh tịnh, không sanh, không diệt, thì là pháp có thể học mười lực của Phật, thành tựu trí nhất thiết trí chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Thiện hiện theo ý ông thì sao? Nếu pháp không tạp nhiễm, không thanh tịnh, không sanh, không diệt, thì là pháp có thể học bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thành tựu trí nhất thiết trí chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Thiện hiện theo ý ông thì sao? Khác năm uẩn, các pháp, tưởng, các tưởng, do giả lập ngôn thuyết có đại Bồ Tát chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Thiện hiện theo ý ông thì sao? Chỉ đối với năm uẩn, các pháp, tưởng, các tưởng, do giả lập ngôn thuyết gọi đó là đại Bồ Tát chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, đúng vậy. Thiện hiện theo ý ông thì sao? Có phải chỉ đối với năm uẩn, các pháp, tưởng, các tưởng, do giả lập ngôn thuyết có tạp nhiễm, có thanh tịnh, có sanh, có diệt chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Thiện hiện theo ý ông thì sao? Nếu pháp không có tưởng, không có các tưởng, không giả lập, không ngôn thuyết, không có danh, không có giả danh, không có thân, không nghiệp của thân, không có lời nói, không có nghiệp của lời nói, không có ý, không có nghiệp của ý, không tạp nhiễm, không thanh tịnh, không sanh, không diệt, thì là pháp có thể học bát nhã ba la mật đa, cho đến trí nhất thiết tướng, thành tựu trí nhất thiết trí chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Phật bảo thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát có khả năng lấy vô sở đắc như vậy làm phương tiện để học bát nhã ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng, thì nên biết Đại Bồ Tát ấy có thể thành tựu trí nhất thiết trí. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì khi tu học bát nhã ba la mật đa, nên như nhà ảo thuật tu học bát nhã ba la mật đa, đối với tất cả mọi việc không có sự phân biệt. Vì sao? Vì nên biết nhà ảo thuật tức là năm uẩn tức là nhà ảo thuật. Phật bảo thiện hiện theo ý ông thì sao? Như năm uẩn, huyễn, có thể học bát nhã ba la mật đa thành tựu trí nhất thiết trí chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì năm uẩn, huyễn vậy, lấy vô tánh làm tự tánh, mà tự tánh của vô tánh chẳng thể nắm bắt được.
Thiện hiện theo ý ông thì sao? Như chiêm bao, như tiếng vang, như bóng sáng, như ảnh tượng, như hoa trong hư không, như ánh nước, như ảo thành, như ngũ uẩn biến hóa, vân vân. Có thể học bát nhã ba la mật đa, thành tựu trí nhất thiết trí chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì chiêm bao năm uẩn cho đến năm uẩn biến hóa như vậy, lấy vô tánh làm tự tánh, mà tự tánh của vô tánh chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện theo ý ông thì sao? Như huyễn năm uẩn, các pháp ấy chúng có gì khác nhau? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì sắc thọ tưởng hành thức như huyễn ấy, tức là sắc thọ tưởng hành thức như mộng. Sắc thọ tưởng hành thức như huyễn ấy, tức là sáu căn như huyễn. Sáu căn như huyễn ấy, tức là sắc thọ tưởng hành thức như huyễn, đều do nội không, nên chẳng thể nắm bắt được. Cho đến đều do vô tánh tự tánh không, nên chẳng thể nắm bắt được. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát mới phát tâm hướng về Đại Thừa, nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa, tâm vị ấy sẽ không kinh hãi sợ sệt chăng? Phật bảo: Thiện hiện, Đại Bồ Tát mới phát tâm hướng đến Đại Thừa, khi tu hành bát nhã ba la mật đa, nếu không có phương tiện thiện xảo, chẳng được bạn lành hỗ trợ, nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy, thì tâm vị ấy có sự kinh khiếp, có hãi hùng, có sợ sệt. Lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch: Bạch Thế Tôn, những Đại Bồ Tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa vì có phương tiện thiện xảo nên nghe nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy, tâm các vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Phật bảo: Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa thì nên dùng cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường vô thường của sắc là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng thường vô thường của thọ tưởng hành thức là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng lạc khổ của sắc là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng lạc khổ của thọ tưởng hành thức là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng ngã vô ngã của sắc là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng ngã vô ngã của thọ tưởng hành thức là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịnh bất tịnh của sắc là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng tịnh bất tịnh của thọ tưởng hành thức là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng không bất không của sắc là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng không bất không của thọ tưởng hành thức là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô tướng hữu tướng của sắc là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng vô tướng hữu tướng của thọ tưởng hành thức là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô nguyện hữu nguyện của sắc là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng vô nguyện hữu nguyện của thọ tưởng hành thức là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của sắc là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của thọ tưởng hành thức là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng viễn ly bất viễn ly của sắc là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng viễn ly của thọ tưởng hành thức là chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện, Đại Bồ Tát như vậy, khi tu hành bát nhã ba la mật đa, vì có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói bát nhã ba la mật đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, thì nên dùng cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường vô thường của nhãn xứ là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng thường vô thường của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng lạc khổ của nhãn xứ là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng lạc khổ của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng ngã vô ngã của nhãn xứ là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng ngã vô ngã của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịnh bất tịnh của nhãn xứ là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng tịnh bất tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng không bất không của nhãn xứ là chẳng thể nắm bắt được.
quán cái tướng không bất không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, đã chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô tướng hữu tướng của nhãn xứ, là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng vô tướng hữu tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô nguyện hữu nguyện của nhãn xứ, là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng vô nguyện hữu nguyện của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của nhãn xứ, là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng viễn ly bất viễn ly của nhãn xứ, là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng viễn ly bất viễn ly của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, là chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện đại Bồ Tát như vậy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì có phương tiện thiện xảo nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Thiện hiện nếu đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường vô thường của sắc xứ, là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng thường vô thường của thanh hương vị xúc pháp xứ, là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng lạc khổ của sắc xứ, là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng lạc khổ của thanh hương vị xúc pháp xứ, là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng ngã vô ngã của sắc xứ, là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng ngã vô ngã của thanh hương vị xúc pháp xứ, là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịnh bất tịnh của sắc xứ, là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng tịnh bất tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ, là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng không bất không của sắc xứ, là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng không bất không của thanh hương vị xúc pháp xứ, là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô tướng hữu tướng của sắc xứ, là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng vô tướng hữu tướng của thanh hương vị xúc pháp xứ, là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô nguyện hữu nguyện của sắc xứ, là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng vô nguyện hữu nguyện của thanh hương vị xúc pháp xứ, là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của sắc xứ, là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ, là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng viễn ly bất viễn ly của sắc xứ, là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng viễn ly bất viễn ly của thanh hương vị xúc pháp xứ, là chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện đại Bồ Tát như vậy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì có phương tiện thiện xảo nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Thiện hiện nếu đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường vô thường của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng lạc khổ của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng ngã vô ngã của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịnh bất tịnh của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng không bất không của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô tướng hữu tướng của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô nguyện hữu nguyện của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc,
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng viễn ly bất viễn ly của nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện Đại Bồ Tát như vậy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì có phương tiện thiện xảo nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường vô thường của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng lạc khổ của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng ngã vô ngã của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịnh bất tịnh của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng không bất không của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô tướng hữu tướng của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô nguyện hữu nguyện của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng viễn ly bất viễn ly của nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện Đại Bồ Tát như vậy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường vô thường của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng lạc khổ của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng ngã vô ngã của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịnh bất tịnh của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng không bất không của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô tướng hữu tướng của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô nguyện hữu nguyện của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng viễn ly bất viễn ly của tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được.
thiện hiện đại Bồ Tát như vậy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa vì có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Thiện hiện nếu đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường vô thường của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng lạc khổ của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng ngã vô ngã của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịnh bất tịnh của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng không bất không của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô tướng hữu tướng của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô nguyện hữu nguyện của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng diễn ly bất viễn ly của thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện đại Bồ Tát như vậy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa vì có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Thiện hiện nếu đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường vô thường của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ cho thân xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng lạc khổ của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ cho thân xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng ngã vô ngã của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ cho thân xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịnh bất tịnh của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng không bất không của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô tướng hữu tướng của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô nguyện hữu nguyện của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng viễn ly bất viễn ly của thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện đại Bồ Tát như vậy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa vì có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Thiện hiện nếu đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường vô thường của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng lạc khổ của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là chẳng thể nắm bắt được.
nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng ngã vô ngã của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịnh bất tịnh của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng không bất không của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô tướng, hữu tướng của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô nguyện, hữu nguyện của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng viễn ly, bất viễn ly của ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện Đại Bồ Tát như vậy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì có phương tiện thiện xảo nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường vô thường của địa giới là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng thường vô thường của thủy hỏa phong không thức giới là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng lạc khổ của địa giới là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng lạc khổ của thủy hỏa phong không thức giới là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng ngã vô ngã của địa giới là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng ngã vô ngã của thủy hỏa phong không thức giới là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịnh bất tịnh của địa giới là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng tịnh bất tịnh của thủy hỏa phong không thức giới là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng không bất không của địa giới là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng không bất không của thủy hỏa phong không thức giới là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô tướng hữu tướng của địa giới là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng vô tướng hữu tướng của thủy hỏa phong không thức giới là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô nguyện hữu nguyện của địa giới là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng vô nguyện hữu nguyện của thủy hỏa phong không thức giới là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của địa giới là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của thủy hỏa phong không thức giới là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng viễn ly bất viễn ly của địa giới là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng viễn ly bất viễn ly của thủy hỏa phong không thức giới là chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện Đại Bồ Tát như vậy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì có phương tiện thiện xảo nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường vô thường của Thánh Đế Khổ là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng thường vô thường của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng lạc khổ của Thánh Đế Khổ là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng lạc khổ của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng ngã vô ngã của Thánh Đế Khổ là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng ngã vô ngã của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịnh bất tịnh của Thánh Đế Khổ là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng tịnh bất tịnh của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng không bất không của Thánh Đế Khổ là chẳng thể nắm bắt được, quán cái tướng không bất không của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí
mà quán cái tướng, vô tướng hữu tướng của Thánh Đế Khổ là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng, vô tướng hữu tướng của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô nguyện hữu nguyện của Thánh Đế Khổ là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng vô nguyện hữu nguyện của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của Thánh Đế Khổ là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng viễn ly bất viễn ly của Thánh Đế Khổ là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng viễn ly của Thánh Đế Tập Diệt Đạo là chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện Đại Bồ Tát như vậy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa vì có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường vô thường của vô minh là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng thường vô thường của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thụ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng lạc khổ của vô minh là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng lạc khổ của hành cho đến lão tử, sầu than khổ, yêu não là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng ngã vô ngã của vô minh là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng ngã vô ngã của hành cho đến lão tử, sầu than khổ, yêu não là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịnh bất tịnh của vô minh là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng tịnh bất tịnh của hành cho đến lão tử, sầu than khổ, yêu não là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng không bất không của vô minh là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng không bất không của hành cho đến lão tử, sầu than khổ, yêu não là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô tướng hữu tướng của vô minh là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng vô tướng hữu tướng của hành cho đến lão tử, sầu than khổ, yêu não là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô nguyện hữu nguyện của vô minh là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng vô nguyện hữu nguyện của hành cho đến lão tử, sầu than khổ, yêu não là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của vô minh là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của hành cho đến lão tử, sầu than khổ, yêu não là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng viễn ly của vô minh là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng viễn ly của hành cho đến lão tử, sầu than khổ, yêu não là chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện Đại Bồ Tát như vậy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì có phương tiện thiện xảo nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng thường vô thường của bốn tịnh lự là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng thường vô thường của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng lạc khổ của bốn tịnh lự là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng lạc khổ của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng ngã vô ngã của bốn tịnh lự là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng ngã vô ngã của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịnh bất tịnh của bốn tịnh lự là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng tịnh bất tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng không bất không của bốn tịnh lự là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng không bất không của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô tướng hữu tướng của bốn tịnh lự là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng vô tướng hữu tướng của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là chẳng thể nắm bắt được.
Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng vô nguyện hữu nguyện của bốn tịnh lự là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng vô nguyện hữu nguyện của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn tịnh lự là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng tịch tịnh bất tịch tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là chẳng thể nắm bắt được. Nên lấy cái tâm của trí nhất thiết trí mà quán cái tướng viễn ly bất viễn ly của bốn tịnh lự là chẳng thể nắm bắt được. Quán cái tướng viễn ly bất viễn ly của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện, Đại Bồ Tát như vậy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì có phương tiện thiện xảo, nên nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, mà tâm của vị ấy chẳng kinh khiếp, chẳng hãi hùng, chẳng sợ sệt. Hết quyển thứ 42.